gì đó ngó ngó ngó. Ghế chỗ đấy, ghế thôi. Ghế ngồi đây.
bây giờ bữa nay không có ông đánh đây tao hôn rồi coi nè. Rồi đó thoải mái. Rồi cái đen nó thịnh trần. Nó nội luôn đen trần. Nó nằm mưa thấy không? Đẻ ra đây rồi. Đẻ ra đây tôi giống Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
coi với điện thoại có gì mời chị qua chơi. Cho bây giờ xin tự nhiên. Đi chơi đọc số chị rồi. Số đây. Không. Chị kìa. Không, 083. Má từ từ. Để được quýnh kia không? Không, 083. Hai em đứng đó để anh chụp cái điểm mấy em vừa đứng sau đó anh chụp cái này. Hết rồi, hết rồi. Dạ, rồi. Rồi. Rồi.
chung, học chung luôn. Học cùng lớp mình đó hả? Lớp tôi. Đang làm công tác. Thank you.
Oh, what's your home, father?
Nguyễn Minh Tiến sinh năm 1954. Tôi là Yên Liêu, sinh 1952. Tôi Đoàn Ngọc Thắng, sinh 1949. Tôi Nguyễn Văn Mạnh, sinh 1958. Đây là chữ dài nhất rồi đó. Tôi là Nguyễn Minh Thái, sinh 1955. Và Tân Dương Phong về trường năm 1909. Xin cảm ơn. Tôi xin giới thiệu cô Nguyễn Thành Lan, sinh 1952, kế tài Nguyễn Minh Tiến. Tôi tên là Hải Duy Hùng, sinh năm 1955, Anh Quốc Nam. Yeah.
đi đâu không ăn uống nữa à? Làm nha. Dạ em thích làm. Làm còn nhỏ. Em tuổi rồi. Sao phải hả?
nào nó đẹp không chị? Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin mọi người cho chúng tôi một phút để ban tổ chức nói một việc cần nói. Xin mời Hải Dân. Nói như hai con người nói, cuộc vui chúng ta vẫn hôm nay vẫn kéo dài tới 3 giờ. Còn những niềm mơ ước, những khát khao, những thiết tha vẫn gặp nhau thì ta vẫn còn những thời gian để sẽ tổ chức. Nhưng mà cái gì phải làm thì ta cũng tạm dừng lại làm chút xíu. Cũng như đây từ đầu Hải Dân đã nói chương trình chúng ta họp mặt vì chúng ta không có quỹ, ta bằng cách là ta cùng chia sẻ với nhau rồi ta chia nhau. Hải Dân cho Hải Dân tuyên bố một chút xíu. Hôm nay cuộc vui chúng ta tổng cộng là 15.367.240 40 gì cũng biết. Cộng thêm 500 tiền bồi dưỡng cho các em nó phục vụ thì tất cả là 15.867.000 đại khái. Chia cho 39 người thì mỗi người là 407. Là tôi xin tặng cho mọi người 410. Cái 10 đó còn dư sẽ mua bia uống hết rồi. Em phi yến cho phép em phi yến sẽ đến từng bàn để trực tiếp thu. Và em phi yến đã chuẩn bị tiền lẻ đã thối lại là năm sợ lạ. Chúng ta làm gì thế này? Chỉ có cách đó mới quản lý được người đó. Các anh, thằng cha nào mà đài lắm thì cha thu thật đôi này. Ta 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 ta
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sẽ trên những sân khấu mơ màng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.